Chào cả nhà nha. Hôm nay Hiền thì thấy trên mạng á thì đang nói về suy thoái kinh tế nè, nói về ngưng trệ bất động sản, nói về tiền tệ ngân hàng, nói chung là tín dụng tài chính vân vân. Thì trên đó nói chung thì mình cũng được học nghe rất là nhiều về chuyên gia và những nói chung là những cái người mà thành công họ chia sẻ, nhưng bên cạnh thì cũng có rất là nhiều thánh chém. Ôi chú cha, lung tung trên mạng. Nói chung là thì Hiền mình nghe để học hỏi, để mình thích nghi và thích ứng trong cuộc sống để tồn tại. Nhưng Hiền thì có một quan điểm khác. Mỗi người có một quan điểm sống mà. Hiền thì là nói chung là không không bàn chuyện người, chỉ làm tốt việc của mình. Và dĩ nhiên ai trong cuộc sống thì cũng phải lo mưu toan cuộc sống và lo tất cả mọi thứ. Nhưng mà Hiền cũng có một cái lời khuyên với mọi người, trong trong khi chúng ta lo mọi thứ mà chúng ta quên một điều là lo cho sức khỏe của chúng ta. Tại vì khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được tất cả, chúng ta đủ đựng để mà cơ thể khỏe mạnh và đủ đầu óc tỉnh táo mà minh mẫn sáng suốt, thì chúng ta mới có thể chống chọi lại tất cả những cái khó khăn, và chúng ta vượt qua cái khó khăn trong và nghị lực ở bên ngoài họ đưa vào, nhưng mà bản thân nghị lực của chúng ta, và để trong nghị lực chúng ta phải có một cơ thể khỏe mạnh. Và một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể bảo vệ được hạnh phúc gia đình, chúng ta mới bảo vệ được tất cả những quan điểm sống, và tất cả chúng ta mới có đủ sức chiến đấu và đủ sức để hành động. Thôi, nói chung là cái đề tài ngày hôm nay Hiền nói chung là Hiền vô vấn đề luôn, là Hiền không không có nói cái lung tung những chuyện khác. Những chuyện họ thì dường như là chúng ta xem hết trên mạng rồi, thì kênh của Hiền làm là những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam, và đời sống vui chơi giải trí, đồ cổ cây cảnh. Thì đó, nói chung là đã làm kênh thì có người thì gọi là mỗi người có một cái gu gọi là cái gu và cái khẩu vị, họ có thể là thích cái kênh này thích kênh kia, nhưng mà kênh của Hiền thì không biết là không thích liệt vô cái thích gì. Nhưng mà thôi, hôm nay Hiền cũng sẵn cái dịp Hiền có người bạn, nói chung trước đây Hiền cũng có mấy người bạn biếu cho Hiền một vài cái hải sản quý, nhưng mà thật sự thì hiện nay dùng thuốc, Hiền cũng bị đường cao mà Hiền biết á, thì Hiền không có dùng cái hải sản này. Nhưng mà hôm nay thì sẵn dịp mình có một người bạn, thành ra mình cũng đi công tác và mình cũng làm quà biếu cho người bạn. Nhưng mà cái quan điểm này thì mình cũng chia sẻ thôi, vì mình hôm nay mình làm cái video này á, nó cũng có thể là mình nói luôn là mình không ảnh hưởng đến cái những cái cơ sở hay những người bạn bán rượu thuốc ngâm đâu nha, mà cũng không ảnh hưởng gì đến những cái tiệm thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Nam gì đâu nha. Nhưng lại đây Hiền chia sẻ cái mà Hiền tự sưu tầm ra, gọi là thập toàn đại bổ. Mà trong cái bài thuốc thập toàn đại bổ thì mọi người cứ lên mạng hoặc là đi tham gia các chuyên gia thầy thuốc đó, nó rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì kết hợp thập toàn đại bổ, có nghĩa là 10 loại thuốc kết hợp cùng nhau, trong đó có nghĩa là bao gồm là cỡ gọi là hải sản và dược liệu, chứ không phải là chỉ là thập toàn đại bổ là 10 loại dược liệu không, hoặc là 10 cái loại hải sản không, thì kết hợp là trên bờ dưới nước luôn á nha cả nhà. Thì hồi nãy lúc đầu Hiền có review cho mọi người xem qua đó, thì trong cái thập toàn đại bổ này thì nó bây giờ gồm có gì thôi, một là cá ngựa này, thay đó Hiền nói Hiền quay luôn nha. Đây là Hiền làm, Hiền ngâm, Hiền đã làm, nhưng mà rượu thì Hiền đã cho đỡ nguyên gì đây, Hiền không có bỏ rượu vào, và Hiền đỡ cho bạn của Hiền sẽ tự lấy rượu đổ vào, chứ không biết ngâm uống cái gì nữa, thành ra đỡ họ uống cái rượu thuốc gì thì họ uống cái gì thì biết nha. Đây là cá ngựa nè, một là cá ngựa này, đây là hải sâm nè. Mình cái hũ nhỏ lắm, hũ 3 lít à, thành thử là mình ngâm vừa đúng vị cái liều lượng. Là đây là con hải sâm nè nha, sau hải sâm là đây là tắc kè, thì mọi người cũng biết rồi, tắc kè xí rồi mình sẽ gấp mắt ra rồi. Và đây là củ sâm nha, củ sâm sâm đã cho vừa vừa củ sâm nha. Và đây là tiếp tục đến là đỗ trọng nha, đó, đỗ trọng và thục đoạn và ngu tắc. Còn cái này thì mọi người ai biết ngâm rượu phải có cái này, nó đẹp, nó vừa đẹp và cũng kia, nó cũng có tác dụng kỳ tử và đại táo. Và cái này là sao biển đấy. Nói chung là Hiền còn cái vi cá này á, là Hiền cũng đỡ dành cho vợ cái người bạn nấu súp, ông uống bà húp súp thì khen ngon. Nói chung năm nay là ý vậy đấy, thành thử mọi người tính Hiền là người thật thật lắm, thẳng thắn lắm. Mình có thể ra tiệm mình mua một chai rượu tây mình biếu là chuyện bình thường, rượu tây bán đầy, hoặc ra tiệm hoặc là mình liên hệ cái chỗ họ có thể bán đủ loại, cỡ cả sâm ngọc linh, một cái bình sâm ngọc linh nó lên tới là mấy chục triệu, thậm tợ cả trăm triệu, cái đó có thật đấy. Nói chung là rất là nhiều cái loại rượu ngâm trên thị trường, nhưng vì người ta nói là của một đồng công một lượng,
Ở đây là mình cũng có một số cái thủy sản, thủy hải sản mà có cái tính chất dược liệu bổ á, là mình cũng được tặng. Thực ra thì gọi là lấy ông làng là ông xã, mà không, mình có thể là mình không dùng nhưng mà mình thấy bình thường như là của người khác, người ta không có thì quý, mà quý ở đây là cái tấm lòng của Hiền. Thành thử là Hiền Hiền nghĩ thế này nha cả nhà, thì thôi mình cũng thời gian này thì bất động sản đứng cũng không có làm gì, mà cũng ngồi đi quay qua lóc rồi thôi á, thì Hiền rảnh mà rảnh rỗi, nhưng mà đừng xin ông nội à, cũng không xin xin sự à. Thành ra mình xin tình cảm thì tốt nhất là mình cái tình cảm của người anh em bạn mình sẽ bóc bóc thêm một số loại thuốc nữa đỡ vào cái bệnh này đó, rồi cái bình này mình sẽ đỡ cho ông bạn của mình tự lấy rượu cất, ổng cũng làm rượu mà, ông tự lấy nước rượu ông cất ông đổ vô, ông ngâm ủ đúng 3 tháng đến 1 năm đó ông sẽ lấy ra ông dùng, nó vừa ý nghĩa mà vừa tình cảm. Thành để cái bài thuốc này nó cũng đơn giản mà nó cũng đủ 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 liều lượng cho cái vấn đề mà bổ khỏe trong con người. Và sau khi nói xong á, Hiền sẽ là trang trí sắp xếp để Hiền chia, nhưng mà Hiền cũng chia sẻ luôn cho cả nhà cùng biết luôn nha, thì cái từng nói thuốc men hay là ngâm uống đưa vào cơ thể thì mình cũng phải biết tác dụng đúng không, tác dụng của cái con mọi người biết là tác dụng của con cá ngựa đó, nó là trị ấm thận nè nha, tráng dương chữa liệt dương và hiếm muộn à, đó là cá ngựa. Tiếp đến là hải sâm này á, hải sâm này á, thì trị khỏe tim mạch nè, cải thiện gan thận, tăng hường miễn dịch và trị ung thư, người ung thư chứ biết trị là cũng quá nha. Cái sao biển này á, sao biển này thì nó là coi như là nó coi như là nó bổ thận tráng dương cả nam nữ luôn nha, cái này là bổ thận tráng dương cho cả nam và nữ luôn nha, đấy bổ thận tráng dương cho nam nữ nha, và đặc biệt nó cũng là ngừa cái sao biển này là nó dùng, có thể là cái bột sao biển này dùng tốt lắm, nó ngừa lão hóa nha cả nhà nha, à, nó ngừa lão hóa và tăng được cái trí nhớ, nếu như những người Alzheimer rồi á mà dùng cái này thì cũng 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 tốt nè đấy. Còn tắc kè thì mọi người cũng biết rồi, tắc kè thì nó là coi như là bổ phổ bổ khí, trị di tinh mộng tinh và xuất tinh sớm đấy. Còn cái sâm thì nó tăng cường hệ miễn dịch và coi như nó tuần hoàn não nè, kích kích thích hệ thống tĩnh mạch, thông mạch á, thông mạch máu mình, với hai nữa là nó cũng kích thích hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Sâm mà ta nó uống sâm là coi như là giống gì bằng sâm đúng không, rồi bắt đầu là còn cái tiếp đến là cái đổ trọng. Đổ trọng thì nó chỉ đau lưng nhức mỏi nè, đổ trọng đây chứ, đổ trọng là chỉ đau lưng nhức mỏi, đau lưng nhức mỏi nè, gọi là tinh thần kinh tọa thoát vị địa điểm nè, thận thận hư 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 khí thận hư á đấy. Rồi đến cái tiếp là cái tục đoạn, cái tục đoạn thì chỉ đau nhức chấn thương nè, điều hòa khí huyết nè. Còn cái ngưng tắc này thì nó lợi lợi tiểu điều hòa, lợi tiểu nè, bổ kinh thận nè, phong thấp và cả tơ bì tay chân. Còn riêng kỳ tử này nè, riêng cái kỳ tử này thì riêng cái kỳ tử này nó chỉ là coi như là miễn dịch nè, người ung thư, ổn định đường huyết, giải độc gan. Còn đại táo này á, đại táo thì Hiền chia ra có ba chén táo này, thực ra là nó cũng là một loại nhưng mà loại loại tạ, loại ngọt và loại 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 đã tẩm và loại chưa tẩm, loại đỏ và loại đen. Thì táo này nó có tác dụng là bổ tỳ ích khí, nhưng mà nó lại là một cái món mà đỡ ngâm cho trung hòa lại các món này lại với nhau, tạo thành một cái lựu rượu nó sẽ tốt hơn và dễ uống hơn đấy. Cơ bản gì mà cơ bản thì cái bài thuốc quá đơn giản nhưng mà quan trọng Hiền có những cái điều chia sẻ như thế này nè. Cả nhà cũng biết là mình chia sẻ như thế này thì không biết là quan điểm thôi nha, mà quan điểm thì là coi như là quan điểm là coi thôi, là có một số người họ thể thấy quan điểm là giống với Hiền, nhưng một số người họ sẽ thấy quan điểm là không giống với Hiền. Thành thử đã là quan điểm thì có nghĩa là đứng ở góc độ khác nhau, thì quan điểm họ thấy là dùng cái loại, người thì thích dùng ngâm rửa cây, người thích dùng ngâm hải sản, có người ngâm rắn mà đúng không, thì miễn làm sao cái gì tốt là được. Nhưng mà có người thì họ ra họ đơn giản lắm, họ cứ ra tiệm thuốc họ bóc một thang thuốc họ về họ uống, hoặc là họ ra đó có sẵn luôn cái hũ rượu thì bán, tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh thuận lợi mà họ sẽ dùng cái rượu thuốc gì cho mình. Và có những người rất kỹ tính, thật sự rất kỹ tính, họ rất khó chịu, có nghĩa là họ phải mua cái gì họ uống cái gì, họ vào cơ thể của họ họ phải biết cái đó,
cũng giống như Hiền đây này. Hiền làm quả biếu thì Hiền có thể là mua một cái bình rượu thuốc, nó nói sâm nó gì trong đó có thể là 5-10 triệu, 5-3 triệu, hoặc thậm tệ nhiều hơn tùy theo chất lượng sâm, hoặc là đông trùng hạ thảo rồi, hoặc là những cái gọi là dược liệu quý hiếm, cực kỳ quý hiếm. Cái này là cái này gọi là thập toàn đại bổ cơ bản đối với một người bình thường, chứ không phải là gọi là sinh người sinh nhược. Thì Hiền sẽ ngâm giống như khỏe, uống thêm vài ba ly tăng cường cho nó thoải mái người lên một chút đó, gọi là cũng là vừa mà bảo vệ sức khỏe tăng cường. Thì Hiền nói chung là cái đầu tư yếu tố là vệ sinh, đó là Hiền mua một số thêm này là mình mua tiệm thuốc bắc đó, một cái tiệm thuốc bắc, còn một số cái kia là do bạn mình đó, bạn mình biếu, thành thử là bạn mình biếu rồi mình sẽ bỏ lại hết trong cái bình này, rồi mình sẽ gửi cho bạn mình, bạn mình sẽ bỏ rượu vào. Như vậy thì hoàn toàn nó cảm thấy cảm giác uống nó an toàn, không biết là ông biếu cho mình uống cái gì, cái dám uống hay không. Cái tâm lý Hiền cũng vậy, thành ra Hiền cũng nghĩ vậy, nghĩ người ta suy ra bụng mình mà đời nó là như thế. Thành thử là hôm nay Hiền chia sẻ cái video này đó, Hiền sẽ ngừng nói chuyện, Hiền sẽ bắt đầu là Hiền sẽ sắp xếp bố trí cái này, rồi Hiền quay lại cái bình đó, Hiền làm rượu như thế nào, có chuyên nghiệp không. Dĩ nhiên là tôi không có bán rượu, nhưng cả nhà tôi quay cho đây không phải là tôi review làm YouTube buồn trong cái mùa dịch rồi vừa qua, rồi bất động sản nó cũng ngưng chợ rồi, buồn thì nhiều người không biết, chẳng lẽ là nói chuyện về bất động sản nữa, rồi chẳng lẽ nói về chuyện tình yêu, già rồi nói chuyện tình yêu ai nghe, rồi chẳng lẽ nói về triết lý nhân văn thì chúng ta các giáo sư tiến sĩ coi như là họ hết rồi. Bây giờ nói tóm lại là Hiền hơi chỉ chia sẻ những cái gì quanh cuộc sống của Hiền, cũng làm kỷ niệm thôi. Đây đã làm kỷ niệm với người bạn là Hiền chia sẻ cái video này. Rồi cả nhà nói chung là nhớ ủng hộ, đăng ký like, chia sẻ cho Hiền để Hiền có động lực nhiều hơn. Và cũng nói luôn là người bạn này là Hiền cũng sẽ đến thăm người bạn này, và người bạn này sẽ giới thiệu cái cảnh, những cảnh đẹp mà người bạn này đang kinh doanh du lịch và bất động sản. Thành cũng có lý do, chứ nói chung là mà cũng không có ý gì đâu. Thực ra thì mình cảm ơn họ, tấm lòng họ. Dù Hiền chưa thực sự đến đó, bây giờ Hiền đến đó, nhưng mà người ta sẽ tạo điều kiện cho mình để được tham quan, được du lịch, để được giới thiệu giờ nữa và văn hóa đời sống ở nơi đó. Thì Hiền cảm kích tấm lòng đó, thì Hiền mới đích thân Hiền tự làm quà Hiền tặng. Chứ còn nói chuyện mà cầm tiền thì người ta cũng đâu thiếu tiền, nhưng mà có những thứ mà gọi là của một đồng có một lượng, cái tấm lòng hơn cả những cái khác. Rồi để Hiền làm vô dạo lại, dạo hết cái rượu này thì Hiền review cho mọi người tiếp. Rồi như cả nhà cũng biết á, bây giờ là coi như là sau một hồi Hiền làm thì bây giờ là cái bình rượu nó cũng đã hình thành rồi nè. Đây Hiền cho cả nhà cùng xem nè. Và Hiền sẽ không có đổ rượu vào, để Hiền sẽ mang ra cho bạn của Hiền, bạn sẽ Hiền sẽ tự đổ rượu của bạn Hiền vào. Thì nói chung tốt nhất là bạn Hiền sẽ đổ rượu vô, rồi xong bắt đầu là sẽ tự ngâm đến thời gian từ sau 6 tháng, hải sản thì phải sau 6 tháng mới dùng được, 6 tháng hoặc 1 năm để dùng cho nó thuần hơn, thì nó cái vị của nó cũng không có bể là còn ấy hơn, thì nó sẽ ok hơn. Đây là cái Hiền đã xong một cái bình rượu. Đây là thập toàn đại bổ. Nói chung là mình các bạn muốn uống cái gì thì ngâm theo cái sở thích, nhưng mà cũng phải nên theo Hiền khuyên á, thì cũng nên gặp các chuyên gia họ có nghiệp vụ cao hơn, ví dụ những thầy thuốc về Đông y á, hoặc là các thầy thuốc Bắc hoặc thuốc Nam, họ sẽ có những bài thuốc và chúng ta không có thể vô tội vạ. Ở đây Hiền đang nói trên mạng luôn cộng đồng á, mình không thể vô tội vạ, mình thích cái gì mình ngâm cái đó. Đôi khi uống nó sẽ phản tác dụng, thứ nhất nó sẽ chống đối nhau, nó không có thuần vị, cái thứ hai nó sẽ không có tác dụng cho cơ thể mình, nó không có tốt cho bảo vệ sức khỏe mình, mà còn bị ngược lại nữa. Thành thử Hiền khiên cũng phải nên tham gia ý kiến của thầy thuốc đấy. Còn cái việc mà ở một số các công ty mà họ đã ngâm sẵn họ bán, thì họ có những cái bài thuốc đông y gia truyền rồi vân vân, thì những bài thuốc đó họ cũng đã ấy được, tùy theo mỗi cái sự sở thích của mỗi người, họ muốn uống như thế nào, họ phù hợp như thế nào. Nhưng Hiền khuyên là tốt nhất cũng phải nghiên cứu độ tuổi, nghiên cứu cái thuốc đó nó có tác dụng gì như thế nào, chứ không phải là mình muốn uống cái gì là mình cứ tự động mình uống là không được nha cả nhà nha. Đó thì nói thẳng phải thấy người ta sẽ sức khỏe của mỗi người, ở cái độ tuổi nào nên uống sâm, độ tuổi nào không nên uống sâm,
rồi rồi hải sản thì uống ngâm với cái gì, nói chung là Hiền Hiền cũng khuyên mọi người là như vậy nha. Thì thôi đó, Hiền quay cầm quay quay đây luôn chứ còn khỏi cần review đi. Hiền cầm Hiền đưa lên luôn máy nè, đấy Hiền đưa lên cho xem là coi như đây đó, nó đẹp không mọi người. Rồi nhờ mọi người nhớ xem, cả nhà cùng xem đăng ký ủng hộ kênh cho Hiền nha. Những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam, kênh vui chơi giải trí đời sống đồ cổ cây cảnh. À, bữa nay ngâm rượu nè, nói chung là đấy, thành ra Hiền nhà nhiều khi nói khó nghe video thì nhiều người họ làm những video cà lát cà liếc rồi mà Hiền thì không làm được, Hiền chỉ có sao làm vậy, thì mình cũng không biết trô rồi không biết những cái trò gì hết. Thì nói chung là Hiền chỉ chia sẻ những cái gì mà cảm xúc quanh Hiền, cũng như mọi người thì ai cũng có cảm xúc, có thể là những người họ thấy không cần thiết phải làm YouTube cái này nhưng Hiền cũng quay thôi, chứ có như Hiền lưu làm kỷ niệm cho Hiền đấy. Rồi chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho Hiền những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam, đời sống vui chơi giải trí nha. Đấy, thì hôm nay là Hiền Hiền ngâm rượu này nha, nhớ mọi người sẽ có coi lại cái bài thuốc này thì thực ra nó cũng không có chi phí, gọi là nó chỉ mắc một số cái loại đặc sản á, mắc một số đặc sản và nó cũng có tác dụng tốt của nó, chứ còn thực sự là dược thảo thì nó không có cao tiền. Ok nha cả nhà nha. Đấy, cả nhà thấy nếu mà cái video này cảm thấy cũng được được thì nhớ like, ủng hộ, chia sẻ, đăng ký kênh cho Hiền để Hiền có động lực quay nhiều hơn. Và sau cái này thì Hiền sẽ có những chuyến đi mà làm cho những video đẹp hơn. Đấy, thì đây cũng là một cái món quà tặng Hiền tặng và cũng là tấm lòng của Hiền, cũng là đỡ cảm ơn đó Hiền, cũng giúp Hiền có động lực đó đi làm vlog. Thực sự thì mọi người cũng biết ngồi sau những giờ kinh doanh mệt mỏi thì có thể là những người chọn, họ có thể chọn đánh golf, golf hoặc chơi tennis hoặc đi bơi, hoặc nói chung là nhiều cái thú vui mỗi người. Hiền cũng nói rồi thì thú vui của Hiền sẽ là đi du lịch nghỉ dưỡng, uống cà phê thư giãn, học hỏi mọi người, chia sẻ kinh nghiệm đã cũ từ mọi người để hoàn thiện cho mình hơn và rèn luyện sức khỏe. Thôi Hiền dừng video clip ở đây, thì hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip khác. Bây giờ đã Hiền quay qua đây chứ lo nói không quay đây thì mới thấy cái hũ rượu này đó, Hiền không có bảo bữa nào Hiền đem cái máy cái bàn livestream mà quay quay đồ cổ xuống đó, nói chung là vậy. Rồi rồi, xin chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip sắp tới nha, ủng hộ Hiền nhiều hơn nha. Hiền sẽ cố gắng thật sự luôn, làm cái gì cũng vậy cũng phải có đam mê, có động lực và phải cố gắng, còn nếu mà nói không không là không có thành công đâu, khó lắm. Để mà Hiền ước mơ của Hiền nói thẳng với cả nhà là Hiền chỉ ước mơ cái nút bạc thôi à, còn không nói tiền bạc thì nói cũng ấy, chứ thật sự tiền bạc mà nếu mọi người đây là chia sẻ những bạn, những anh chị nào làm YouTube hoặc là những bạn trẻ nào làm YouTube biết rồi, để quay gì đó thì một chỗ mới, chứ mà nếu mà quay du lịch đi review thì xin thưa luôn, ai làm thì biết chi phí vô cùng luôn. Nhưng mà đó, vấn đề là đam mê và mình cảm thấy đem lại niềm vui hạnh phúc và sức khỏe của mình, có leo lên đỉnh Yên Tử không, có đi vào những cái chỗ thác nước hoặc là đi tới đi lui, nói chung là quan quan thì cái sức khỏe cũng là quan trọng, coi như là mình tập thể dục đi mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip khác nha, cảm ơn cả nhà nhiều.